Xin chào các bạn, mình và Sang cũng cùng đã chia tay nhà cũ. Và bây giờ tụi mình sẽ đi tới nhà mới và giới thiệu các bạn xem nhà của mình nha. Đó, đây là nhà của tụi mình. Khi vào thì các bạn sẽ thấy một thùng rác ở đây. Bởi vì ở Nhật là đổ rác cũng phải là có ngày có giờ. Và bên đây thì rất nhiều thùng, tụi mình khi chuyển nhà thì để rất nhiều thùng nha các bạn. Bởi vì muốn vứt mấy cái thùng này cũng phải đợi ngày nha. Một tháng thì có 2 lần vứt cái thùng này thôi, chứ không kiểu vứt lung tung đâu các bạn. Đó, và đây là Seca. Vứt rác cũng phải là có ngày, nhưng mà lúc đầu thì hơi khó chịu, nhưng mà về sau thành thói quen rồi mình thấy cũng bình thường. Đó, ở đây thì có ngăn giày nè. Ở đây có ngăn giày. Ở bên này là có cái chỗ để dù. Đây, chỗ để dù nha. À, bây giờ hiện tại thì nó hơi bừa bộn một chút, các bạn thông cảm nha. Cho các bạn xem xung quanh thôi. Còn sau xe là cái... Đó, và cái phòng này các bạn nghĩ là gì? Các bạn nghĩ đây là phòng thay đồ này rồi, nhưng đây là nhà vệ sinh nha các bạn. Nhà vệ sinh ở Nhật thì khi nào cũng có cái rửa đít này nha các bạn. Các đặc biệt ở Nhật là nhà vệ sinh với phòng tắm nó người ta phần lớn là hay tách ra các bạn. Cũng rất là tốt, kiểu như mình ở Việt Nam kiểu nó phòng tắm với nhà vệ sinh ở chung với nhau á, nên gì ta, nên nhiều khi mình vô đi vệ sinh nó rất là ướt, nó ẩm nha. Còn ở đây thì rất khô luôn, không có nước gì hết, nên rất là đó. Có mấy giặt cũ của mình nè, đây thì là cái lavabo thôi. Đó, có công tắc ở đây, đây là để công tắc ở máy sấy nè, còn đây là điện thôi bật lên đó. À, dưới đây thì cái tủ đựng mấy cái đồ linh tinh được của phòng tắm rồi đó. Bên trong đây là phòng tắm. Đó, các bạn thấy không? Phòng tắm ở Nhật thì nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Thì phòng tắm này không to bằng nhà cũ của mình, nhưng mà cũng được. Nó không có gì đặc biệt với cái bồn tắm. Ở Nhật khi nào có bồn tắm nha các bạn. Ở Việt Nam lâu lâu mình mới thấy nhà có bồn tắm, ở Nhật khi nào có bồn tắm hết. Đó, ok, nhìn như thế này thôi. Đó, như bạn hỏi đây cái máy gì, đây là máy rửa răng nha các bạn. Khi mà bấm ra là nó phun ra, kiểu như xài tăm á, kiểu như xài tăm là răng bạn nhiều khi bị thưa ra, nên mình xài cái này cho răng nó khỏi bị thưa, nó sẽ bắn cái tia nước vào để cho thức ăn đổ ra khỏi răng hết cũng được. Cái này cũng rẻ thôi các bạn, không biết ở Việt Nam có nữa, nếu có thì mình để link với phần mô tả các bạn thèm mua nha, mình chả biết nữa. Đó, và đây là phòng, mình chả biết gọi đây là phòng gì nữa. Đây là một cái phòng thôi các bạn. Ở đây thì phòng ở đây là có hai phòng nha, hai phòng một bếp. Đó, vì vậy là ở đây mình để cái móc ở đây, khi nào mà có đồ treo thì treo thôi. Đây là cái thảm yoga của Saka. À, bắt ta Saka sitter. Đây là cái thảm của Saka, thảm yoga của Saka mà chịu ít ca mua nhất tới nay nè. Ở tối phòng này để mấy ngày rồi mà chưa bao giờ xả này hết. Đây là có một cái sọt này là Saka dùng để đựng đồ mà khi giặt xong á, để bên đây để bưng ra ngoài kia để phơi đồ thôi. Đây có một tủ, tủ này thì mình để mấy thứ như là vali đồ các kiểu. Ok, tủ này thì là tủ đồ thôi, tủ đồ thì mình đựng đồ của mình hôm nay thôi. Đó, đồ cái kiểu thôi, không có gì hết. À, hai móc chiêu đồ, móc đây của Saka, còn móc đây của mình. Móc của Saka quá trời áo luôn, còn móc của mình thì có vài bộ đồ đó các bạn. Mũ kiểu. Thì đây là tình yêu đầu đời của mình. Đây là tình yêu đầu đời của mình nha các bạn. Piano này. Đó. Đó, piano thì mình hay ngồi đây để chơi piano thôi. Nhiều bạn hỏi ở Nhật thì có cắt âm không, vì sao mình thích căn phòng này, thì phòng này rất cách âm như các bạn. Bởi vì cái tường này làm bằng gì đó, làm bằng bê tông hết luôn, thường thường tường ở Nhật á nó sẽ làm bằng gỗ nên cách âm nó không được tốt nha các bạn. Nhưng mà cái phòng này là kiểu nó làm bằng bê tông này, các bạn có thể nghe tiếng này, nghe bê tông chứ không nghe kiểu rỗng rỗng như cái tủ như thế này. Nhà cũ của mình thì nó cũng có cách âm, nhưng mà nó không cách âm tốt bằng phòng này. Rồi mình chọn phòng này là bởi vì nó rất, cách âm rất là tốt nha. Và đây có cái cửa. Nhiều hỏi cái cửa đây vì sao ở đây, bởi vì ở đây là hồi trước là có một cái cửa ở đây nữa. Hồi trước đang có một cửa ở đây nữa, nhưng mà mình thấy kiểu như đi vào đây mở cửa này rồi muốn vào đây phải mở thêm cửa này nữa, rất là vướng nha các bạn. Vì vậy là mình tháo cửa ra luôn, tháo cửa ra luôn để quăng vào đây luôn cho nó gọn.
nó làm cho nhà nó đồng nữa, kiểu như khi mà mở ra nó bị chặn một chút như thế này nè, rất là khó chịu. Ok, đi vào trong đây. Đó, vào trong đây là phòng ngủ nha. Đến cái giường thì các bạn trên video các bạn thấy cũng nhiều rồi. À đúng rồi, mình thấy một số bạn comment là gì ta, cái máy mắt này mua ở đâu ở Việt Nam thì mình không biết nha các bạn, mình chỉ biết mua ở Nhật thôi. Hãng đây là hãng Breo nha các bạn, hãng Breo nè, các bạn tìm thấy thì để mình cố tìm được, có thì mình để link phần mô tả. Chứ bữa trước là những mấy bạn hỏi mà mình tìm không ra, mình chỉ tìm được mấy cái hãng khác thôi, nhưng mà nó cũng dạng dạng như thế này. Ở cái này thì Saka hay xài để trước khi ngủ để massage mắt kiểu. Ok, ở đây thì có cái một cái máy đây gọi là máy tạo độ ẩm cho nhà nha các bạn. Cái máy cũng cũ quá rồi, mình mua chắc lúc năm nhất là mình đã mua rồi các bạn. Thì cái máy này kiểu như ở Nhật đó các bạn, rất là khô nha, mà nó lạnh lạnh, mà lạnh nó lạnh kiểu lạnh khô các bạn. Mình hay bật máy lạnh nữa nên là rất là khô, tầm khoảng độ ẩm 20-30 độ thôi, vì vậy rất là khô mà kiểu tay mình nó nứt hết ra các bạn, nên rất là khó chịu nha. Bạn thì qua Nhật đó mình khuyên mua mấy cái máy này cho nó đỡ khô nha các bạn. Và thì đây thì có gì đây, khu để đồ của tụi mình, đây thì có sách của mình, mình đang đọc The Witcher. Quyển này thì mình mua của một bạn ở cùng trường mình luôn, chưa đọc hết, mới đọc được quyển thôi, còn quyển chưa đọc. Ok, còn đó, đây thì cũng có gì thôi, đây là đồ trang sức của Saka này nha. Đây thì là cái bàn làm việc của mình đó. Đây là bàn làm việc của mình, các bạn thấy cũng y chang bên kia thôi, không có khác gì hết các bạn. Bàn làm việc của mình, nhiều bạn hỏi máy tính này mình mua ở đâu thì máy tính này chắc mình mua tầm 6 năm trước rồi các bạn, 6 năm trước rồi, nhưng mà mình vẫn edit video bằng cái máy này được nha. Vẫn edit được thì vì sao phải mua máy mới đúng không, vẫn xài được mà. Bây giờ thì qua bên phòng bên này đó, cái chỗ này mình có dán cái giấy này là bởi vì buổi tối á, cái cửa bên kia nó hơi sáng á, mình dán nó lại cho nó đỡ chói mắt khi ngủ các bạn. Nhưng mà cái giấy này dễ dụng quá, chắc vừa là phải mua cái mới thôi, dán không dính gì hết. Ok, còn bên này là đó, còn bên này là phòng bếp. Đây có tủ lạnh đó, đây có tủ lạnh đó. Thì nhiều bạn hỏi cái cửa đây, nhiều bạn hỏi ở đây có cái cửa đây là gì, bởi vì hôm trước cái phòng này thiết kế kiểu rất kỳ nha, mình đi vào như thế này rồi đi vào là cửa này mở ra xong, nhưng mà ở khu này thì nó lại không có gì ta, không có chỗ để cái tủ lạnh. Mà để tủ lạnh nó rất là kỳ, chỗ nấu ở đây là, mà chỗ nấu ăn là chỗ đây rất là kỳ, nên mình quyết định là đóng luôn cửa đó, đóng luôn bệnh viện cửa đó luôn, để cái tủ lạnh chèn lại luôn cho nhìn cho nó dễ đó, nhìn phải đi kiểu nấu ăn rồi đi quay lại cho nó dễ, chứ để đây nó cấn cái bàn ăn ở đây nữa. Đây là có hai miếng bánh đây có hai miếng bánh tấn táo đấy các bạn đó, mình để đây. Đây thì có lò bếp từ của mình nè, bếp từ này thì của thằng bạn của mình nó cho mình, chứ mình chả mua hồi trước bếp ga, nhưng mà xài bây giờ qua xài bếp từ hơi yếu một chút nhưng mà cũng được. Ở đây thì có cái tivi thân yêu của mình, nếu mà cái piano là người tình thứ nhất thì đây là người tình thứ hai của mình đấy các bạn. Đó thì là PS4, đây là cái PS4, cái này là người tình thứ ba của mình nha các bạn. Đó, hiện tại mình đang chơi mấy cái đĩa này nhưng mà mua lâu rồi, mấy cái đĩa này mình bây giờ mình mua lâu rồi mình không chơi đâu các bạn. Nếu mà bạn nào muốn thì cứ comment bên dưới đó. Bạn muốn thì mình gửi nè, để có rất nhiều thứ. Mấy cái này mình không chơi nữa, bạn chơi xong mình không chơi lại nữa. Đó, The Division này, Horizontal này. Mình thì là game fan của RPG với third person rồi các bạn. Mình hiện đang chơi Cyberpunk nhưng mà hiện tại đang bị lỗi nhiều quá, chưa chơi được nha. Đó, lại có cái sofa ở đây, khi mà muốn ngồi đây coi phim hay là chơi game này nọ thì ngồi đây. Đó, đây có cái máy lạnh. Máy lạnh đây thì là máy lạnh của phòng cho các bạn. Đó, kiểu như ở Nhật á, khi vô phòng á, là kiểu như nó trống không vậy các bạn, chắc cho một cái này. Đó, còn lại tất cả mọi thứ các bạn đều phải mua mới đấy, không phải kiểu như ở Việt Nam thôi. Việt Nam là khi mà mua phòng có đầy đủ mọi thứ đúng không? Ở đây là như vậy, rất là tốn kém khi mà mới vào phòng phải mua tất cả mọi thứ luôn. Đó. Ở ngoài thì đó là cái ban công, để mình ra bên kia mở cho bên này hiện tại đang phơi đồ. Hiện tại rất là lạnh các bạn. Ngoài nhìn như thế này. Đó, ngoài nhìn như thế này thôi. Sao mà ngoài nhìn như thế này. Đó, đây có ban công.
từ khi qua Nhật ở đây là cái phòng cao nhất mình từng ở các bạn. Đó, có mấy quạt ở Nhật nhiều quạt cực nhất các bạn, quạt cực nhiều nhất luôn á. Okay. Còn gì giới thiệu không ta? Hết mục tiêu rồi. Dạ, lần này mình ít ra video bởi vì mình đang rất bận nha các bạn. Đang final rồi kiểu nữa. Ok. Đó, khóa cửa lại. Ồ, okay. Lạnh. Lạnh, siêu lạnh luôn các bạn. Còn gì nữa không ta? Hiện tại thì đang final. Mình đang thi final với cả mới chuyển nhà nên kiểu rất là bận nha các bạn. Mạng thì hôm qua mới có mạng rồi. Hôm qua người ta mới tới lắp mạng rồi nên bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Đó, còn gì không ta? Đó, các bạn thử qua đây xem. Ủa đây có cái cửa đây nè. Đó, cửa đây mình đóng luôn nha các bạn. Chắc mình phải lấy cái băng dính á, dính lại. Chứ để cái nào mà người ta vào nhà người ta mở á, sẽ đập phát trúng cái tủ lạnh của mình. Ok, còn gì nữa không? Hết rồi ạ. À, tôi đang cả rứt. Sẽ buồn nè. Đó, thì phòng như này thôi. Mình mới mua một thùng quýt ở Nhật. Thùng quýt ở Nhật mình mới mua này, ăn hết nữa rồi các bạn. Đố các bạn biết một thùng quýt này bao nhiêu tiền á? Thùng quýt này mình mua 5kg nha. Một thùng quýt 5kg. Này 5kg nè. Mình mua có 800 yên các bạn. Là 160.000 tiền Việt. Siêu rẻ luôn. Đang mua quýt á, nó siêu rẻ luôn các bạn. Quýt ở Nhật thì ngọt. Ngọt cực luôn các bạn. Ok. Bây giờ chắc tụi mình sẽ ăn cái bánh này. Bánh này mua siêu thị Hà Lan nha. Ta ăn thử như thế nào? Ok. Đúng rồi. Bạn hỏi thì ở trên đây là mình để mấy cái vật dụng thôi. Đây là chén bát rồi. Còn dư chỗ rất nhiều bởi vì đó, còn dư chỗ rất nhiều. Đây là cái khò mà trước mình quay video hút thuốc lào. Ok. Cái ống thuốc lào mình để nó mất tiêu rồi bạn. Đó. Đây thì có các kiểu thôi. Đây thì có đó, nước mắm, đồ tương ớt, đồ cái kiểu. Đây, xếp như thế này, cái này xe ca làm nha, chứ gặp mình là mình quăng vào chung hết luôn, trong kiểu là chia như thế này đâu. Ok, đó thế thôi. Chờ tài bài tiêu. Ừ. 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 Imported from Netherlands đấy. Đây mới là bánh táo thật nha các bạn, chứ bánh táo ở McDonald's thì nó không có ngon bằng bánh táo này đâu. Ngon cực các bạn. Bánh táo ở McDonald's là người ta làm bằng mứt, bánh táo là làm bằng táo thịt nha các bạn. Ngon cực á. Chúng là nhập khẩu từ Hà Lan khác, ngon hẳn. Bánh táo nhập mình ăn thử mấy lần mình nó không ngon. Và bánh táo ở mấy nước khác. Ngon. Đó, và các bạn thấy thì nhà đây nó không có mới như nhà cũ của mình, nhưng mà được cái nó to và rộng hơn nha. To và rộng hơn nhiều. You like this room? But you like the old room better, right? お風呂寒くないから。お風呂めっちゃ寒いの。え、お風呂にドアないし。でも、home is not place, it's people. Good, good, good. Video đang còn hết thôi các bạn. Tóc mình dài đến nơi rồi. Lúc quay video kia mới cắt bao giờ là dài rồi các bạn. Đó. Và nếu bạn thích video nhấn like và subscribe nha. Mình không biết khi nào mình ra video mới nữa các bạn. Nhưng mà nhắc dạo này mình cũng ít ra video rồi. Mình ra chắc tầm một tuần ra một video thôi. Còn để làm mấy việc khác nữa nha. Hiện tại mình cũng đang muốn mở một cái gì đó. Mở một công ty đó ở Nhật nhà hàng. Ok, bye bye. Wish there.